Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa qua đời ở nơi nào mà sanh đến nơi đây, sau khi qua đời ở nơi này sẽ sanh đến chỗ nào? Phật bảo, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, có vị từ cõi Phật khác qua đời sanh đến nơi này, có vị từ trời Đổ Sử Đa qua đời sanh đến nơi này, có vị từ loài người qua đời sanh lại nơi này. Này Xá Lợi Tử, nếu từ cõi Phật khác qua đời sanh đến nơi này thì Đại Bồ Tát đó mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi sanh đến, vị ấy chứng đắc pháp môn sâu xa vi diệu ngay trong hiện tại. Từ đó về sau, thường mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sanh ra ở chỗ nào cũng thường gặp chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, làm cho Bát Nhã Ba La Mật Đa lần lần được tăng trưởng. Nếu từ trời Đổ Sử Đa sanh đến nơi này, thì Đại Bồ Tát ấy liền đắc nhất sanh sở hệ, đối với sáu ba la mật đa thường không quên mất, tất cả các môn đà la ni, môn tam ma địa đều được tự tại. Nếu từ loài người qua đời sanh lại nơi này, thì Đại Bồ Tát ấy trừ hạng bất thối chuyển, nếu căn tánh ám độn thì không thể mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, tất cả các môn đà la ni, môn tam ma địa đều chưa được tự tại. Này Xá Lợi Tử, theo lời ông hỏi, Đại Bồ Tát tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ nơi này qua đời sẽ sanh vào nơi nào? Đại Bồ Tát ấy, từ nơi này qua đời sẽ sanh vào cõi Phật khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sanh ở nơi nào cũng thường được gặp chư Phật Thế Tôn, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, cho đến chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo nên nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng hành sáu ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy vì đắc tịnh lự nên sanh vào cõi trời trường thọ, tuổi thọ hết sẽ sanh vào loài người, gặp chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Tuy hành sáu ba la mật đa nhưng căn tánh ám độn không thể thông suốt được. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền cũng hành sáu ba la mật đa. Đại Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo nên xả các tịnh lự sanh vào cõi dục, nên biết Đại Bồ Tát này căn tánh cũng ám độn không thể thông suốt được. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, chỉ sanh vào thế giới nào có Phật, gặp được chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, thường tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy trong hiền kiếp này quyết định được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, sanh lại cõi dục, hoặc dòng họ Sát Đế Lợi, hoặc dòng họ Bà La Môn, hoặc dòng họ Trưởng Giả, hoặc dòng họ Cư Sĩ, vì muốn thành thục các hữu tình chứ không tham nhiễm mà bị tái sanh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh, hoặc sanh vào cõi trời Tứ Đại Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đổ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Vì muốn thành thục các hữu tình, nghiêm tịnh các cõi Phật, nên thường gặp chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có phương tiện thiện xảo, nên nhập sơ thiền, ở nơi này qua đời sanh vào Phạm Thế, làm Đại Phạm Vương, oai đức thủ thắng hơn gấp trăm ngàn các phạm chúng khác. Từ cõi trời này, vị ấy đi đến các cõi Phật,
từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, trong đó nếu có Đại Bồ Tát nào chưa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì vị ấy khuyên cho chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa chuyển pháp luân, thì thỉnh chuyển pháp luân, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có phương tiện thiện xảo, nên nhập sơ thiền cho đến tứ thiền, nhập từ vô lượng cho đến xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Đối với pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện đều được tự tại hiện tiền, không theo sức mạnh của tịnh lự vô lượng vô sắc mà sanh. Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ, hiện tiền phụ sự thân cận cúng dường các Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hiện tại. Ở cõi Phật này siêng tu phạm hạnh, từ cõi này mất, sanh vào cõi trời đổ sử đa, trọn đời căn không thiếu sót, đủ niệm chánh chi, được vô lượng vô số trăm ngàn câu chi ức, na diễu đa ngàn ức. Thiên chúng vây quanh theo hầu Đại Bồ Tát ấy, an trụ thần thông, sanh vào loài người, chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển bánh xe diệu pháp, độ vô lượng chúng hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông, không sanh cõi dục, không sanh cõi sắc, không sanh cõi vô sắc, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn tu hạnh Bồ Tát, cho đến khi chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đủ sáu thần thông biến hóa tự tại, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, trải qua các cõi Phật không có tên thanh văn độc giác, chỉ có hành giả tu nhất thừa chân tịnh. Đại Bồ Tát này ở các cõi Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dần dần tăng trưởng nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông biến hóa tự tại, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, tuổi thọ hữu tình trong những cõi Phật đã đi qua không thể đếm được. Đại Bồ Tát này ở các cõi Phật cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dần dần tăng trưởng nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát đầy đủ sáu thần thông đến các thế giới, có các thế giới không có tên Tam Bảo. Đại Bồ Tát này đến đó khen ngợi Phật Pháp Tăng Bảo, làm cho các hữu tình phát sanh lòng tin thanh tịnh thâm sâu, do đó thường được lợi ích an vui. Đại Bồ Tát này sau khi qua đời ở đây, sanh vào thế giới có Phật, tu hạnh Bồ Tát cho đến lúc chứng quả vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tinh tấn dũng mãnh chứng đắc sơ thiền cho đến tứ thiền, được từ vô lượng cho đến xả vô lượng, được định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu mười được Phật cho đến trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này không sanh cõi dục, không sanh cõi sắc, không sanh cõi vô sắc, thường sanh vào nơi có thể làm lợi ích cho hữu tình, lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, trước đây đã tu tập sáu ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh cho đến chứng đắc địa vị bất thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, trước đây đã tu tập sáu ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền có thể nối tiếp chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển bánh xe chánh pháp hóa độ vô lượng chúng hữu tình, nhập vào cõi vô dư y đại niết bàn, thuyết chánh pháp sau khi niết bàn, hoặc trụ một kiếp, hoặc hơn một kiếp, làm lợi lạc cho vô biên các loại hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát trước đây đã tu tập sáu ba la mật đa, mới vừa phát tâm liền có thể tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng với vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na diễu đa Đại Bồ Tát, đi đến các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, được bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, an trụ trong đó rồi nhập sơ thiền, từ sơ thiền xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập nhị thiền, từ nhị thiền xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập tam thiền, từ tam thiền xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập tứ thiền, từ tứ thiền xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập không vô biên xứ, từ không vô biên xứ xuất nhập diệt tận định,
từ diệt tận định xuất nhập thức vô biên xứ, từ thức vô biên xứ xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập vô sở hữu xứ, từ vô sở hữu xứ xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập phi tưởng phi tưởng xứ, từ phi tưởng phi tưởng xứ xuất nhập diệt tận định, từ diệt tận định xuất nhập sơ thiền. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo đối với các định thủ thắng thuận nghịch qua lại, thứ lớp vượt qua an trụ tự tại. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tuy đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã tu 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà không chấp quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên làm cho các hữu tình phát sanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, làm cho chứng đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, độc giác, bồ đề, hoặc làm cho các hữu tình tu 10 lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, làm cho chứng đắc vô thượng bồ đề. Này Xá Lợi Tử, các trí của quả thanh văn độc giác này tức là nhẫn của Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nên biết Đại Bồ Tát này trụ địa vị bất thối chuyển, tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa mới có thể làm được việc này. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ 6 Ba La Mật Đa, sanh vào cung trời Đổ Sử Đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy trong hiển kiếp này quyết định sẽ làm Phật. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy đã được bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã tu 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tâm hướng đến bồ đề thường không mỏi mệt bỏ bê, nhưng đối với thánh đế hiện chưa thông đạt. Này Xá Lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 Ba La Mật Đa, ở trong các thế giới, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, nghiêm tịnh cõi Phật, hướng dẫn chúng sanh vào vô thượng giác. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ 6 Ba La Mật Đa, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích hữu tình, miệng thường không nói lời vô nghĩa, thân ý không làm và nghĩ việc vô nghĩa. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 Ba La Mật Đa, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích cho chúng hữu tình từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, đoạn trừ ba đường ác cho các hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy bố thí Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, ban pháp cho chúng hữu tình tất cả mọi điều vui thích, thường không bê trễ, cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục, vân vân, tùy theo nhu cầu của họ cung cấp đầy đủ các thứ cần dùng khác như hoa hương anh lạc, phòng nhà đồ nằm giường ghế đèn sáng lúa thóc châu báu vân vân. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy tịnh giới Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, thân ngữ ý đủ các luật nghi thủ thắng, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập luật nghi như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy an nhẫn Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, xa lìa tất cả các tâm sân giận, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập an nhẫn như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy tinh tấn làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu hành đầy đủ tất cả thiện pháp, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập tinh tấn như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tuy an trụ đủ 6 Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy tịnh lự Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu tập đầy đủ tất cả các định thủ thắng,
khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập các định thủ thắng như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tuy an trụ đầy đủ 6 ba la mật đa, nhưng thường lấy Bát Nhã ba la mật đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu tập đầy đủ tất cả pháp quán, khuyên bảo các hữu tình tu tập thắng tuệ như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hóa thân như Phật, vào trong các cõi địa ngục, bàng sanh quỷ giới, hoặc cõi người, hoặc cõi trời, tùy theo mỗi loài, dùng ngôn ngữ của loài ấy mà thuyết chánh pháp cho chúng. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ 6 Ba La Mật Đa, hóa thân như Phật, đến khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong 10 phương, giảng thuyết chánh pháp cho các hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, ở các cõi Phật lắng nghe chánh pháp, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, xem khắp các cõi Phật tướng thanh tịnh vi diệu tối thắng trong 10 phương, liền tự mình phát sanh cõi Phật rất trang nghiêm thanh tịnh, an trụ trong đó được các Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ giáo hóa, làm cho mau chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 ba la mật đa, thành tựu 32 tướng của bậc đại sĩ, các căn nhạy bén thanh tịnh đoan nghiêm, chúng sanh thấy đều kính mến, do đó hướng dẫn theo các căn theo ý muốn, làm cho dần dần chứng đắc niết bàn ba thừa. Như vậy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã ba la mật đa, nên học thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 ba la mật đa, tuy được các căn nhạy bén nhưng không trọng mình khinh người. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm thường trụ thí giới ba la mật đa, cho đến khi chưa được địa vị bất thối, trong tất cả thời thường không đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi chưa được địa vị bất thối, thường không xả bỏ 10 nghiệp đạo thiện. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ thí giới ba la mật đa, làm chuyển luân vương thành tựu bảy báu, dùng pháp giáo hóa, không dùng phi pháp, hướng dẫn chúng sanh tu 10 nghiệp thiện, cũng đem của báu cứu giúp người nghèo. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ thí giới ba la mật đa, vô lượng trăm nghìn đời làm chuyển luân thánh vương, thường gặp vô lượng trăm nghìn chư Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, xả thí nội ngoại, đều không lấy làm khó. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ 6 pháp ba la mật đa, thường làm pháp chiếu sáng cho các hữu tình si mê tà kiến, cũng đem pháp này tự chiếu sáng mình, cho đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, pháp chiếu sáng này không bao giờ lìa bỏ. Do đó Đại Bồ Tát này đối với các pháp Phật thường được hiện bày. Vì vậy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với ba nghiệp tội của thân ngữ ý không cho phát sanh dù chỉ chốc lát. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Đại Bồ Tát có nghiệp tội về thân ngữ ý? Phật bảo Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát suy nghĩ, đây là thân ta, do đó phát sanh thân nghiệp, đây là lời nói của ta, do đó phát sanh ngữ nghiệp, đây là ý của ta, do đó phát sanh ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát có nghiệp tội về thân ngữ ý. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không được thấy có thân và thân nghiệp, không được thấy có ngữ và ngữ nghiệp, không được thấy có ý và ý nghiệp. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà còn chấp trước thân ngữ ý và thân ngữ ý nghiệp, điền sanh tâm sang tham, tâm phạm giới, tâm giận dữ, tâm biếng nhác, tâm tán loạn, tâm ác tuệ. Nếu phát sanh các tâm này thì không gọi là Đại Bồ Tát. Vì thế Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ý nghĩ này thì không đúng. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa có thể làm thanh tịnh 3 nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát có thể làm thanh tịnh 3 nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý? Phật bảo Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp thân và tội nặng nhẹ của thân, không chấp lời nói và tội nặng nhẹ của lời nói, không chấp ý và tội nặng nhẹ của ý. Này Xá Lợi Tử, như vậy Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm thanh tịnh 3 nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm thường giữ trọn vẹn 10 nghiệp thiện, không sanh tâm thanh văn và độc giác, đối với chúng sanh thường phát tâm đại bi. Này Xá Lợi Tử, ta nói Đại Bồ Tát này cũng có thể làm thanh tịnh 3 nghiệp nặng hoặc nhẹ về thân ngữ ý. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa làm thanh tịnh đạo Bồ Đề. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo Bồ Đề của Đại Bồ Tát? Phật bảo Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp tất cả các nghiệp nặng nhẹ về thân ngữ ý, không chấp bố thí Ba La Mật Đa, không chấp tịnh giới Ba La Mật Đa, không chấp an nhẫn Ba La Mật Đa, không chấp tinh tấn Ba La Mật Đa, không chấp tịnh lự Ba La Mật Đa, không chấp bát nhã Ba La Mật Đa, không chấp thanh văn thừa, không chấp độc giác thừa, không chấp Bồ Tát chánh đẳng giác thừa. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là đạo Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì đạo Bồ Đề đối với tất cả pháp đều không chấp trước. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề, không ai có thể ngăn được. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, do đâu mà Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề không ai có thể ngăn được? Phật dạy Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, không chấp trước sắc uẩn, không chấp trước thọ tưởng hành thức uẩn, không chấp trước nhãn xứ, không chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không chấp trước sắc xứ, không chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, không chấp trước nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, không chấp trước nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, không chấp trước tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới, không chấp trước thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, không chấp trước thân giới, xúc giới, thân thức giới, không chấp trước ý giới, pháp giới, ý thức giới, không chấp trước thánh đế khổ, không chấp trước thánh đế tập diệt đạo, không chấp trước vô minh, không chấp trước hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, ưu não, không chấp trước bốn niệm trụ, không chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không chấp trước bố thí Ba La Mật Đa, không chấp trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, không chấp trước 10 lực của Phật, không chấp trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không chấp trước trí nhất thiết, không chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không chấp trước quả dự lưu, không chấp trước quả nhất lai, bất hoàn, A La Hán, không chấp trước quả vị độc giác, không chấp trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, không chấp trước chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này, Đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa, càng tăng trưởng lòng hướng đến đạo Bồ Đề, không ai có thể ngăn cản được. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, mau có thể viên mãn trí nhất thiết trí, thành thắng trí, nên thường không bị đọa trong các đường hiểm ác, không thọ thân trời người hạ tiện, vĩnh viễn không nghèo khổ, thọ thân hình dung mạo xinh đẹp, đầy đủ các căn, được trời người A Tố Lạc kính mến. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thành thắng trí của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát do thành tựu trí này, thấy hết tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, nghe hết chánh pháp do chư Phật kia thuyết, thấy hết tất cả đại chúng thanh văn Bồ Tát trong hội đó, cũng thấy tướng trang nghiêm của quốc độ ấy. Chư Đại Bồ Tát do thành tựu trí này, không sanh tưởng thế giới, không sanh tưởng Phật, không sanh tưởng Pháp, không sanh tưởng Thanh Văn Tăng, không sanh tưởng Bồ Tát Tăng, không sanh tưởng Độc Giác, không sanh tưởng Ngã, không sanh tưởng Phi Ngã, không sanh tưởng Cõi Phật Trang Nghiêm. Các Đại Bồ Tát do thành tựu trí này, tuy thực hành bố thí Ba La Mật Đa, nhưng không chấp bố thí Ba La Mật Đa, tuy thực hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nhưng không chấp tịnh giới Ba La Mật Đa, tuy thực hành an nhẫn Ba La Mật Đa, nhưng không chấp an nhẫn Ba La Mật Đa, tuy thực hành tinh tấn Ba La Mật Đa, nhưng không chấp tinh tấn Ba La Mật Đa, tuy thực hành tịnh lự Ba La Mật Đa, nhưng không chấp tịnh lự Ba La Mật Đa, tuy thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng không chấp Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy thực hành bốn niệm trụ, nhưng không chấp bốn niệm trụ, cho đến tuy thực hành tám chi thánh đạo, nhưng không chấp tám chi thánh đạo, tuy thực hành 10 lực của Phật, nhưng không chấp 10 lực của Phật, cho đến tuy thực hành trí nhất thiết tướng, nhưng không chấp trí nhất thiết tướng.
Này Xá Lợi Tử, đó gọi là thành thắng trí của Đại Bồ Tát. Do thành tựu trí này, các Đại Bồ Tát mau được viên mãn tất cả Pháp Phật, tuy biết tất cả Pháp nhưng không được tất cả Pháp vì tự tánh là không. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm thanh tịnh năm loại mắt, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là nhục nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 100 du thiện na, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 200 du thiện na, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 300 du thiện na, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 400, 500, 600, cho đến ngàn du thiện na, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được một cõi châu thiện bộ, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được hai đại châu, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được ba đại châu, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được bốn đại châu, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được tiểu thiên thế giới, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được trung thiên thế giới, có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được ba ngàn đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là nhục nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật bảo Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với thiên nhãn thấy được như thiên nhãn của tất cả trời tứ đại vương thấy được như thiên nhãn của tất cả trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, thấy được như thiên nhãn của tất cả trời phạm chúng, cho đến thấy được như thiên nhãn của tất cả trời sắc cứu cánh. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với thiên nhãn, thấy được sự việc mà thiên nhãn của tất cả trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh không thể thấy được. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát với thiên nhãn có thể thấy được hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương chết đây sanh kia. Này Xá Lợi Tử, đó là thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tuệ nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với tuệ nhãn không thấy có pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc có tội hoặc không có tội, hoặc ô nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc có đối hoặc không đối, hoặc quá khứ hoặc vị lai, hoặc hiện tại hoặc bị ràng buộc ở dục giới, hoặc bị ràng buộc ở sắc giới, hoặc bị ràng buộc ở vô sắc giới, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký hoặc kiến sở đoạn, hoặc tu sở đoạn hoặc phi sở đoạn, hoặc học hoặc vô học, hoặc chẳng phải học chẳng phải vô học, cho đến nhất thiết pháp hoặc tự tánh hoặc sai biệt. Này Xá Lợi Tử, tuệ nhãn của Đại Bồ Tát này không thấy có pháp nào có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu, có thể biết. Này Xá Lợi Tử, đó là tuệ nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật, các loại bồ đặc già la sai khác, đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là vô tướng hành, đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây là trụ vô nguyện, đây do pháp môn giải thoát không, phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, do định vô gián phát sanh giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến mới vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Do vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử này nên được quả dự lưu, do tu đạo giảm bớt dục tham sân giận nên được quả nhất lai, lại do tu đạo thượng phẩm đoạn hẳn dục tham sân giận nên đắc quả bất hoàn, lại do tu đạo tăng thượng phẩm đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham vô minh mạn trạo cử, do đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử này nên đắc quả a la hán. Đây do pháp môn giải thoát vô tướng nên phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, cho đến đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử đắc quả a la hán. Đây do pháp môn giải thoát vô nguyện phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, cho đến đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử đắc quả a la hán. Do hai do ba cũng vậy. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật những pháp tập khởi đều là pháp diệt, do biết như vậy nên được năm loại mắt. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này ban đầu phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, cho đến tu hành bát nhã ba la mật đa, thành tựu tín căn, tinh tấn căn, phương tiện thiện xảo nên được ý thọ thân. Tăng trưởng thiện pháp, Đại Bồ Tát này thường sanh trong những dòng họ lớn, như sanh vào dòng họ Sát Đế Lợi, hoặc sanh vào dòng họ Bà La Môn, hoặc sanh vào dòng họ Trường Già, hoặc sanh vào dòng họ Cư Sĩ, hoặc sanh lên trời Tứ Đại Vương cho đến sanh lên trời Tha Hóa Tự Tại, trụ ở nơi đó giáo hóa hữu tình. Tùy theo sự ưa thích của chúng hữu tình mà cung cấp đầy đủ các loại tốt đẹp, làm nghiêm tịnh cõi Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, cho đến đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này đã được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát này chưa được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát này đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác đã được bất thối. Đại Bồ Tát này đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa được bất thối. Đại Bồ Tát này đã đạt đến địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này chưa đạt đến địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này đã viên mãn thần thông. Đại Bồ Tát này chưa viên mãn thần thông. Đại Bồ Tát này đã viên mãn thần thông, nên có thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát này chưa viên mãn thần thông, nên không thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát này đã được thần thông, Đại Bồ Tát này chưa được thần thông. Đại Bồ Tát này đã được vô sanh pháp nhẫn, Đại Bồ Tát này chưa được vô sanh pháp nhẫn. Đại Bồ Tát này đã được căn thủ thắng, Đại Bồ Tát này chưa được căn thủ thắng. Đại Bồ Tát này đã làm nghiêm tịnh cõi Phật, Đại Bồ Tát này chưa làm nghiêm tịnh cõi Phật. Đại Bồ Tát này đã giáo hóa chúng sanh, Đại Bồ Tát này chưa giáo hóa chúng sanh. Đại Bồ Tát này đã được đại nguyện, Đại Bồ Tát này chưa được đại nguyện. Đại Bồ Tát này đã được chư Phật ngợi khen, Đại Bồ Tát này chưa được chư Phật ngợi khen. Đại Bồ Tát này đã thân cận chư Phật, Đại Bồ Tát này chưa thân cận chư Phật. Đại Bồ Tát này tuổi thọ vô lượng, Đại Bồ Tát này tuổi thọ có hạn lượng. Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề, có bí xô tăng vô lượng. Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề, có bí xô tăng có lượng. Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề có Bồ Tát Tăng. Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề không có Bồ Tát Tăng. Đại Bồ Tát này chuyên tu hạnh lợi tha. Đại Bồ Tát này tu cả hạnh tự lợi. Đại Bồ Tát này có thực hành hạnh khổ khó làm. Đại Bồ Tát này không thực hành hạnh khổ khó làm. Đại Bồ Tát này là nhất sanh sở hệ. Đại Bồ Tát này là đa sanh sở hệ. Đại Bồ Tát đã trụ thân cuối cùng. Đại Bồ Tát này chưa trụ thân cuối cùng. Đại Bồ Tát này đã ngồi tòa Bồ Đề vi diệu. Đại Bồ Tát này chưa ngồi tòa Bồ Đề vi diệu. Đại Bồ Tát này có ma đến thử. Đại Bồ Tát này không có ma đến thử. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Phật nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với tâm Bồ Đề không gián đoạn, nhập định kim cương dụ, được trí nhất thiết tướng, thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Phật nhãn giải thoát, không chướng không ngại, do Phật nhãn này, Đại Bồ Tát vượt lên trên tất cả cảnh giới trí tuệ của thanh văn độc giác, không có gì không thấy, không có gì không nghe, không có gì không hiểu, không có gì không biết, thấy hết thảy tướng của tất cả pháp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Phật nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi chứng vô thượng Bồ Đề mới được Phật nhãn thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn thanh tịnh như vậy, nên siêng tu tập 6 ba la mật đa. Vì sao? Vì 6 ba la mật đa này thâu nhiếp tất cả thiện pháp, nghĩa là tất cả thiện pháp của thanh văn, thiện pháp của độc giác, thiện pháp của Bồ Tát, thiện pháp của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, nếu có ai hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác, đem sự thật mà nói, pháp nào có thể bao trùm tất cả thiện pháp?
Phật đáp ngay, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là mẹ của tất cả thiện pháp, hay sanh các công đức của năm Ba La Mật Đa và năm loại mắt. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn ngũ nhãn thanh tịnh nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được quả vô thượng Bồ Đề nên học ngũ nhãn thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát hay học ngũ nhãn thanh tịnh như vậy thì quyết định đắc quả vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể phát sanh sáu thần thông Ba La Mật Đa: trí chứng biết thần túc thông, trí chứng biết thiên nhĩ thông, trí chứng biết tha tâm thông, trí chứng biết việc đời trước tùy theo ý nghĩ, trí chứng biết thiên nhãn thông, trí chứng biết lậu tận thông Ba La Mật Đa. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng biết thần túc thông? Phật bảo Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với trí chứng thần túc thông, có thể phát sanh các loại thần thông biến hóa, làm chấn động các vật đại địa trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc ẩn hoặc hiện, mau chóng không ngại, núi non tường vách đi qua như khoảng không, qua lại trên hư không như chim bay, ra vào trong đất như ra vào nước, đi trên nước như đi trên đất, thân bốc ra khói lửa như đám cháy trên cao nguyên, thân thể chảy ra các dòng nước như núi tuyết tan, oai đức thần lực của mặt trời mặt trăng khó sánh nổi, đưa tay sờ mặt trăng và che ánh sáng của nó, cho đến chuyển thân đến trời tịnh cư một cách tự tại với vô biên vô số thần thông biến hóa như vậy. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy có năng lực trí dụng thần túc thông như vậy, nhưng đối với điều đó không tự cao, không chấp vào tánh trí chứng thần túc thông, không chấp vào sự trí chứng thần túc thông, không chấp vào việc có thể được trí chứng thần túc thông như vậy, đối với việc chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho trí thần túc thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa làm phát sanh trí chứng thần túc thông. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng thiên nhĩ thông? Phật dạy Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với trí chứng thiên nhĩ thông tối thắng, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe như thật các loại âm thanh của hữu tình, vô tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, nghĩa là nghe hết tất cả tiếng địa ngục, tiếng bàng sanh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, tiếng thanh văn, tiếng độc giác, tiếng Bồ Tát, tiếng chư Phật, tiếng của chê sanh tử, tiếng ngợi khen niết bàn, tiếng trái bỏ hữu vi, tiếng hướng đến bồ đề, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng vui thích vô lậu, tiếng khen ngợi tam bảo, tiếng nhiếp phục tà đạo, tiếng luận nghị quyết trạch, tiếng đọc tụng kinh điển, tiếng khuyên bỏ pháp ác, tiếng khuyên tu pháp thiện, tiếng cứu giúp nạn khổ, tiếng mừng rỡ vui vẻ, vân vân. Các tiếng như vậy hoặc lớn hoặc nhỏ, Bồ Tát đều nghe hết không chướng ngại. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy có năng lực thiên nhĩ như vậy nhưng không tự cao về điều đó, không chấp vào tánh trí chứng thiên nhĩ thông, không chấp vào sự trí chứng thiên nhĩ thông, không chấp vào việc có thể chứng thiên nhĩ thông như vậy, đối với sự chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho trí thiên nhĩ thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng thiên nhĩ thông. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng tha tâm thông? Phật dạy Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với trí chứng tha tâm thông có thể biết như thật pháp tâm tâm sở của các loại hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, biết hết các loại hữu tình nếu có tâm tham, biết như thật có tâm tham nếu lìa tâm tham, biết như thật lìa tâm tham nếu có tâm sân, biết như thật có tâm sân nếu lìa tâm sân, biết như thật lìa tâm sân nếu có tâm si, biết như thật có tâm si.
Nếu lìa tâm si, biết như thật lìa tâm si. Nếu có tâm ái, biết như thật có tâm ái. Nếu lìa tâm ái, biết như thật lìa tâm ái. Nếu có tâm chấp thủ, biết như thật có tâm chấp thủ. Nếu lìa tâm chấp thủ, biết như thật lìa tâm chấp thủ. Nếu tâm tập trung, biết như thật tâm tập trung. Nếu tâm tán loạn, biết như thật tâm tán loạn. Nếu tâm nhỏ hẹp, biết như thật tâm nhỏ hẹp. Nếu tâm rộng lớn, biết như thật tâm rộng lớn. Nếu tâm cao cử, biết như thật tâm cao cử. Nếu tâm thấp hèn, biết như thật tâm thấp hèn. Nếu tâm vắng lặng, biết như thật tâm vắng lặng. Nếu tâm không vắng lặng, biết như thật tâm không vắng lặng. Nếu tâm trạo cử, biết như thật tâm trạo cử. Nếu tâm không trạo cử, biết như thật tâm không trạo cử. Nếu tâm định, biết như thật tâm định. Nếu tâm không định, biết như thật tâm không định. Nếu tâm giải thoát, biết như thật tâm giải thoát. Nếu tâm không giải thoát, biết như thật tâm không giải thoát. Nếu tâm hữu lậu, biết như thật tâm hữu lậu. Nếu tâm vô lậu, biết như thật tâm vô lậu. Nếu tâm có lỗ hổng, biết như thật tâm có lỗ hổng. Nếu tâm không có lỗ hổng, biết như thật tâm không có lỗ hổng. Nếu tâm hữu thượng, biết như thật tâm hữu thượng. Nếu tâm vô thượng, biết như thật tâm vô thượng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này có năng lực trí tha tâm như vậy, nhưng không tự cao về điều đó, không chấp vào tánh trí chứng tha tâm thông, không chấp vào sự trí chứng tha tâm thông, không chấp vào việc có thể được trí chứng tha tâm thông như vậy. Đối với chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy. Ta sẽ làm cho trí tha tâm thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát sanh trí chứng tha tâm thông. Hết quyển thứ 404.